Chương 2 Đức Pháp 5 Chuyển Pháp Luân Hỏi Chúng sinh thì nương tựa vào Phật, vậy Phật nương tựa vào ai? Đáp: Phật nương tựa vào Pháp. Hỏi: Pháp mà Phật nương tựa là pháp gì? Đáp: Là pháp giải thoát và pháp giải thoát tri kiến hỏi pháp gì là pháp giải thoát pháp gì là pháp giải thoát tri kiến đáp thiền định là pháp giải thoát thiền quả là pháp giải thoát tri kiến hỏi ngài cảm thấy tâm tính của chúng sinh như thế nào đáp tâm tính của chúng sinh Bị tham dục quá sâu nặng. Hỏi: Hoa sen ra khỏi nước, Tượng trưng cho hạng chúng sinh nào? Đáp: Tượng trưng cho hạng chúng sinh có trí tuệ sắc bén. Hỏi: Hoa sen còn trong nước, Tượng trưng cho hạng chúng sinh nào? Đáp: Tượng trưng cho hạng chúng sinh có trí tuệ trung bình. Hỏi, hoa sen trong bùn tượng trưng cho hạng chúng sinh nào? Đáp, tượng trưng cho hạng chúng sinh có trí tuệ yếu kém. Hỏi, Pháp có những ân đức gì? Đáp, có sáu ân đức. Một, so kha tô phá gá quá ta thâm mô. Khéo, thuyết, sản. Hai, sang đích thí cô thiết thực hiện tại ba á -ca lý cô không có thời gian bốn ehi bác sĩ -sí cô đến để mà thấy năm ô bá nấy dí cô có khả năng hướng thượng sáu bát chát tăng quê đi tấp bô quýnh nhiêu hy tí được người có trí chứng ngộ hỏi khéo thuyết sản là làm sao đáp là đức thế tôn thuyết sản giáo pháp một cách hoàn hảo phiên mãn hỏi hoàn hảo như thế nào đáp pháp học hoàn hảo đoạn đầu Mở đầu hoàn hảo. Đoạn giữa nội dung hoàn hảo, có nghĩa, có văn, phạm hạnh thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch. Đoạn cuối kết thúc hoàn hảo. Pháp hành hoàn hảo. Đoạn đầu hoàn hảo về giới. Đoạn giữa hoàn hảo về định. Đoạn cuối hoàn hảo về tuệ. Pháp thành tựu sơ quả, nhị quả, giới hoàn hảo, tam quả, định hoàn hảo, tứ quả, tuệ hoàn hảo. Hỏi, thiết thực hiện tại là làm sao? Đáp, thiết thực cũng có nghĩa là sự thật hay chân lý. Đức Thế Tôn chỉ thuyết giảng sự thật, sự thật về khổ, sự thật về nguồn gốc của khổ, sự thật về sự diệt khổ, sự thật về con đường thoát khổ. Hiện tại những sự thật ấy luôn hiện hữu trong hiện tại. Hỏi: Không có thời gian là sao? Đáp: Là cho quả ngay lập tức. Ví dụ, người không biết tu thì tham, sân, si, khổ đau. Người biết tu vô tham vô sân vô si an vui hỏi đến để mà thấy là thấy cái gì đáp là thấy các sự thật chấp thủ năm uẩn là khổ vô minh tham ái là nhân của khổ niết bàn là hết khổ bác chánh đạo là con đường thoát khổ hỏi thế nào là hướng thượng đáp là từ những chúng sinh thấp kém nhờ thực hành sáu pháp mà trở thành những bậc cao thượng. Tham, sân, si là thấp kém. Vô tham, vô sân, vô si là cao thượng. Ác giới là thấp kém. Trì giới là cao thượng. Nhiễm ô là thấp kém. Thanh tịnh là cao thượng tà kiến là thấp kém chánh kiến là cao thượng sinh tử là thấp kém niết bàn là cao thượng hỏi thế nào là người có trí sẽ giác ngộ đáp trí do học mà có là văn tuệ trí do suy luận mà có là tư tuệ trí do thực hành thiền tuệ là tu tuệ loại trí thứ ba này mới có thể đạt được sự giác ngộ hỏi làm sao để phân biệt được chánh pháp với tà pháp đáp pháp trừ diệt được nhân sinh ra khổ là chánh pháp pháp công trừ diệt được nhân sinh ra khổ là tà pháp hỏi Thế nào là thực hành đúng pháp? Thế nào là thực hành sai pháp? Đáp Hành theo bác chánh đạo Giới, định, tuệ là hành đúng pháp Không hành theo bác chánh đạo Giới, định, tuệ là hành sai pháp Hỏi Thế nào là sống như pháp? Thế nào là không phải sống như pháp? Đáp học pháp không phải sống như pháp, giảng pháp không phải sống như pháp, thực hành pháp là sống như pháp. hỏi pháp học là học những gì? đáp học kinh, học luật, học luận. hỏi pháp hành là hành những gì? đáp pháp hành thì hành xứ giới, hành thiền chỉ thành thiền quán hỏi pháp thành thì thành những gì đáp là thành đạo và quả sơ đạo sơ quả nhị đạo nhị quả tam đạo tam quả tứ đạo tứ quả hỏi tụng kinh thì thuộc về pháp gì đáp pháp học hỏi nghe pháp thuộc về pháp gì đáp pháp học hỏi ngồi thiền thuộc về pháp gì đáp pháp hành hỏi sau khi thành đạo đức phật nhập thiền quả dưới gốc cây bồ đề suốt một tuần thì đó là pháp gì đáp là pháp thành hỏi pháp học để làm gì đáp để biết sự thật hỏi Pháp hành để làm gì? Đáp: để thấy sự thật. Hỏi: Pháp thành để làm gì? Đáp: để liễu tri sự thật. Hỏi: Biết sự thật thì có lợi ích gì? Đáp: thì có niềm tin đúng. Hỏi: Thấy sự thật thì có lợi ích gì? Đáp: thì dứt được hoài nghi, hỏi liễu tri sự thật thì có lợi ích gì? đáp thì thế nhập chánh trí. hỏi pháp tục đế là pháp gì? đáp là kiến thức thế gian và những luật lệ do thế gian quy định. hỏi pháp chân đế là pháp gì? đáp là những quy luật của tự nhiên là chân lý là sự thật hỏi pháp tục đế có ý nghĩa gì đáp có ý nghĩa tưởng tri hỏi pháp chân đế có ý nghĩa gì đáp có ý nghĩa tuệ tri hỏi có bao nhiêu pháp tục đế đáp vô số hỏi có bao nhiêu pháp chân đế? Đáp, có bốn pháp, tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Hỏi, thế nào là nương tựa pháp? Đáp, thực hành pháp là nương tựa pháp. Hỏi, thế nào là cúng dường pháp? Đáp, cúng dường Phật, vì Phật đã nói ra pháp. Cúng dường tăng vì tăng đã gìn sự pháp cúng dàng tất cả những ai thực hành pháp đó là cúng dàng pháp hỏi phật pháp tăng ngôi nào có trước đáp phật rồi đến pháp rồi đến tăng hỏi phật pháp tăng ngôi nào diệt trước đáp phật rồi đến pháp rồi đến tăng hỏi phật pháp tăng ngôi nào cao thượng nhất đáp phật rồi đến pháp rồi đến tăng hỏi pháp có bao nhiêu vị đáp có một vị đó là vị giải thoát hỏi muốn giải thoát thì phải làm gì đáp phải thực hành pháp hỏi muốn hành pháp thì phải làm gì đáp phải hiểu pháp hỏi muốn hiểu pháp thì phải làm gì đáp phải tầm sư học đạo hỏi đức phật đã tuyên bố sự chứng đắc của mình với người đầu tiên là ai người đó có tin không đáp với đạo sĩ upaka ông ta hoài nghi hỏi đức phật tuyên bố ngài đã thành phật lần thứ hai với ai họ có tin không đáp với năm anh em kiều trần như ba lần đầu họ không tin đức phật quả quyết đến lần thứ tư thì họ mới tin hỏi tại sao năm anh em kiều trần như lại không tin Ngài đã thành Phật? Đáp, vì họ nghĩ rằng phải tu khổ hạnh thì mới có thể đắc đạo. Hỏi, tu như thế nào thì gọi là cực đoan? Đáp, khổ hạnh ép sát hoặc hưởng thù dục lạc. Hỏi, tu như thế nào thì sẽ giác ngộ? Đáp, trung đạo. Hỏi, như thế nào thì được gọi là giác ngộ. Đáp: Thấy được bốn sự thật: khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế thì được gọi là giác ngộ. 6. Khổ đế. Hỏi: Khổ đế hiện hữu ở đâu? Đáp: Ở thân, tâm. Hỏi: Thân khổ như thế nào? Đáp: sinh già bệnh chết hỏi tâm khổ như thế nào đáp cầu mà không được xa người yêu thương gần người oán ghét chấp thủ năm uẩn rồi sinh ra sầu bi khổ u não hỏi chúng sinh đang sống trong sự hạnh phúc ở thế gian thì có khổ không tại sao đáp có khổ vì cái hạnh phúc đó vô thường xả tạm hỏi hưởng thụ năm dục là khổ hay lạc tại sao đáp là khổ vì dục vui ít khổ nhiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn như người khác nước uống nước mặn càng uống càng khác hỏi cái gì là hạnh phúc của người xác ngộ. Đáp: Không bị dục tham thiêu đốt là hạnh phúc của người xác ngộ. Hỏi: Ai là người còn khổ? Ai là người hết khổ? Đáp: Người hưởng dục thì còn khổ, người ly dục thì hết khổ. Hỏi: Nơi nào chỉ toàn thọ khổ? Đáp: Địa ngục hỏi nơi nào chỉ toàn thọ lạc đáp cõi tam thiền hỏi nơi nào vừa thọ khổ vừa thọ lạc đáp cõi nhân gian hỏi khổ cần phải biết biết khổ để làm gì đáp biết khổ để tìm đường thoát khổ hỏi thế nào là biết khổ thế nào là thấy khổ? Thế nào là thoát khổ? Đáp, thức tri về sự khổ của thân, tâm là biết khổ. Tuệ tri sự vô thường sinh diệt của danh sắc là thấy khổ. Thắng tri sự diệt tận của danh sắc và chứng ngộ niết bàn là thoát khổ. 7. Tập Đế Hỏi, cái gì là nhân của khổ? Đáp, ái là nhân của khổ. Hỏi, tại sao ái là nhân của khổ? Đáp, vì ái sinh ra chấp thủ vào các hành. Vì chấp thủ các hành nên tạo tác nghiệp hữu. Vì có nghiệp hữu nên phải đi tái sanh. Vì tái sanh nên phải già, bệnh, chết sầu bi khổ u não vì thế ái là nguyên nhân của khổ hỏi có bao nhiêu loại ái đáp có ba loại ái dục ái tham ái với cạnh trần hữu ái tham ái với cõi sống vô hữu ái tham ái với sự ngộ nhận là không còn tồn tại gì sau khi chết Hỏi, tại sao chúng sinh lại tham ái với cảnh trần? Đáp, vì khi tiếp xúc với cảnh trần, khởi lên sự tác ý sai lầm cho rằng cảnh trần là bền vững, chấp thường, cảnh trần là an vui, chấp lạc, cảnh trần là thật tướng, chấp ngã, cảnh trần là tốt đẹp, chấp tịnh. Vì vậy mà chúng sinh tham ái với cảnh trần. Hỏi: Muốn không tham ái với cảnh trần thì phải làm như thế nào? Đáp: Khi tiếp xúc với cảnh trần, cần tác ý như thật. Cảnh trần là không bình vững, vô thường. Cảnh trần là khổ đau, khổ. Cảnh trần là rỗng không, vô ngã. Cảnh trần là ô uế bất tịnh thì chúng sinh sẽ không tham ái với cạnh trần hỏi tại sao chúng sinh lại tham ái với cõi sống đáp vì chúng sinh chấp thủ năm uẩn năm uẩn là ta năm uẩn là của ta năm uẩn là tự ngã của ta nên chúng sinh tham ái với các cõi sống hỏi tại sao chúng sinh lại tham ái với sự chấm dứt sau khi chết đáp vì những chúng sinh này chỉ tin những gì họ có thể thấy được như ít ngồi đáy giếng hỏi tại sao thế gian lại chạy theo ái đáp vì ái có vị ngọt hỏi tại sao đức phật lại nói phải đoạn trừ ái đáp vì ái có sự nguy hiểm hỏi cái gì là vị ngọt của ái đáp sắc thanh hương vị xúc khả ái khả hỷ khả lạc hấp dẫn là vị ngọt của ái hỏi cái gì là sự nguy hiểm của ái đáp sắc, thanh, hương, vị, xúc sẽ bị biến dị, đổi khác, không tồn tại mãi mãi. Đó là sự nguy hiểm của ái. Hỏi, ái có đặc tính gì? Đáp, ưa thích là đặc tính của ái. Hỏi, ái có nhiệm vụ gì? Đáp, chấp thủ là nhiệm vụ của ái. Hỏi, Ái có biểu hiện gì? Đáp: Không thỏa mãn là biểu hiện của ái. Hỏi: Nhân gần của ái là gì? Đáp: Cảm thọ là nhân gần của ái. Hỏi: Cái gì làm cho ái tăng trưởng? Đáp: Tà kiến làm cho ái tăng trưởng. Hỏi: Cái gì làm cho ái đoạn diệt? Đáp: Chánh tri kiến làm cho ái bị đoạn diệt. Hỏi: Thế nào là tình thương của tham ái? Thế nào là tình thương của lòng từ ái? Đáp: Tình thương có chấp thủ là tham ái, tình thương không có chấp thủ là từ ái. Hỏi: Chấp thủ có nghĩa là gì? Đáp: là tâm lý cho rằng cái này, cái kia là ta, là của ta, là tự ngã của ta thì đó là chấp thủ. Hỏi: Chấp thủ thì sẽ như thế nào? Đáp: Chấp thủ thì mọi hành động sẽ để lại nghiệp hữu, nghiệp sẽ dẫn đến sự tái sinh ở tương lai. Hỏi: nếu không có chấp thủ, thì các hành động ấy sẽ như thế nào? Đáp sẽ là hành động không tạo thành nghiệp, vô ký. Hỏi, vậy cái gì là nguyên nhân của sự tái sinh? Đáp, nghiệp hữu. Hỏi, cái gì là nhân tạo ra nghiệp hữu? Đáp, chấp thủ. Hỏi, cái gì sinh ra chấp thủ? Đáp Ái Hỏi Cái gì sinh ra ái? Đáp Thọ Hỏi Cái gì sinh ra thọ? Đáp Xúc Hỏi Cái gì sinh ra xúc? Đáp Căng trần Hỏi Cái gì sinh ra căn trần? Đáp Danh sắc Hỏi Cái gì sinh ra danh sắc? Đáp hỏi cái gì sinh ra thức đáp hành hỏi cái gì sinh ra hành đáp vô minh hỏi cái gì là quả của khổ đáp xà bệnh chết sầu bi u não hỏi cái gì là gốc rễ của khổ đáp vô minh hỏi Vậy tại sao nói ái là nguyên nhân của khổ? Đáp: Vì ái chiêu cảm các pháp bất thiện khiến cho chúng sinh bị cuốn hút trong sinh tử. Hỏi: Vậy khổ có tất cả bao nhiêu nhân? Đáp: Có 12 nhân. 1. Vô minh, 2. Hành, 3. Thức, 4. Danh sắc, 5 lục nhập 6. Xúc 7. Thọ 8. Ái 9. Thủ 10. Mười, hữu 11. Mười sinh 12. Lão tử 8. Diệt đế Hỏi, diệt đế là gì? Đáp, là niết bàn Hỏi, niết bàn có những tính chất gì? đáp niết bàn có những tính chất như tịch diệt vắng lặng chân thường chân lạc chân tịnh hỏi niết bàn đối lập với cái gì đáp niết bàn đối lập với các pháp hữu vi pháp hữu vi có những tính chất sinh diệt dao động vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Hỏi, diệt đế là diệt cái gì? Đáp, diệt tận các pháp ô nhiễm, hết tham, sân, si. Diệt tận các hành, hết tạo nghiệp. Diệt tận năm uẩn hết tái sinh. Hỏi, Niết bàn có mấy loại? Đáp, Niết bàn có hai loại. Niết bàn hữu dư y, hết nhiễm ô, hết tạo nghiệp nhưng còn năm uẩn niết bàn vô dư y đại bác niết bàn diệt tận năm uẩn hỏi tu đến khi nào thì sẽ thấy được niết bàn đáp khi nào chứng đắc đạo quả sơ đạo sơ quả nhị đạo nhị quả tam đạo tam quả tứ đạo tứ quả thì sẽ thấy được Niết Bàn Hỏi Người tu chứng Niết Bàn rồi Vẫn nguyện ở lại trong sinh tử lâu dài Thì có được không? Đáp Không Sơ quả Còn bảy kiếp Ở cõi dục giới Nhị quả Còn một kiếp Ở cõi dục giới Tam quả Còn một kiếp Ở cõi sắc giới Tứ quả Chấm dứt Tái sinh Hỏi, chứng sơ quả thì diệt được cái gì? Đáp, diệt được ba phiền não. Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Hỏi, thân kiến là gì? Đáp, là dứt được hai mươi loại tà kiến về thân năm uẩn Đó là, ta là sắc, sắc là ta, ta ở trong sắc sắc ở trong ta cũng như vậy với thọ tưởng hành thức hỏi dứt hoài nghi là gì đáp là dứt hoài nghi về hiện hữu hay không hiện hữu ta có mặt hay không có mặt trong quá khứ ta có mặt trong quá khứ như thế nào trước kia ta là ai cũng như vậy với hiện tại và tương lai, nhất hoài nghi về nghiệp và quả của nghiệp, nhất hoài nghi về ân đức Phật, đức pháp, đức tăng, nhất hoài nghi về khổ và con đường thoát khổ. Hỏi: Sớ cấm thủ là gì? Đáp: Không chấp thủ các pháp, tu khổ hạnh sai lầm, không chấp thủ vào các pháp tà kiến như tế lễ tôn thờ hạ liệt. Hỏi, chứng nhị quả, diệt được cái gì? Đáp, không diệt thêm được gì, nhưng làm suy yếu những phiền não, tham, sân, si. Hỏi, tam quả diệt được gì? Đáp, tam quả diệt được tham dục và sân. Hỏi, tứ quả diệt được gì? Đáp, diệt được ngã mạng và phóng dật, diệt hết phiền não nào còn lại. Hỏi: Một vị đã nhập niết bàn vô dư rồi, còn làm được lợi ích gì cho chúng sinh nữa không? Đáp: Nếu chúng sinh còn tưởng nhớ đến ân đức của các ngài và cung kính lễ bái, cúng dường bảo tháp, xá lời của các ngài thì vẫn được lợi ích công đức và phước báo hỏi nếu như chúng sinh không chán sinh tử không mong niết bàn thì phải làm sao đáp thì cũng giống như côn trùng ưa phân thối không chịu từ bỏ thì không thoát khổ được hỏi chúng sinh vừa muốn chứng niết bàn vừa ham hưởng dục thì sẽ ra sao đáp thì cũng giống như thanh gỗ tốt nhưng bị dính phân nên sẽ không làm được gì hỏi chúng sinh ở cõi nào có thể tu chứng niết bàn chúng sinh ở cõi nào không thể tu chứng niết bàn đáp chúng sinh ở bốn cõi khổ không thể tu chứng được niết bàn chúng sinh ở những cõi khác thì có thể tu chứng được niết bàn hỏi muốn diệt cái khổ xà chết sầu bi ưu não thì cái gì phải diệt đáp thì tái sinh phải diệt hỏi muốn hết tái sinh thì cái gì phải diệt đáp hữu phải diệt hỏi muốn hữu diệt thì cái gì phải diệt Đáp: Chấp thủ phải diệt. Hỏi: Muốn hết chấp thủ thì cái gì phải diệt? Đáp: Ái phải diệt. Hỏi: Muốn diệt tham ái thì cái gì phải diệt? Đáp: Thì thọ phải diệt. Hỏi: Muốn diệt thọ thì phải làm sao? Đáp: Thì xúc phải diệt. Hỏi: Muốn diệt xúc thì phải làm sao? Đáp: Thì căn trần phải diệt. Hỏi: Muốn căn trần diệt thì phải làm sao? Đáp: Thì danh sắc phải diệt. Hỏi: Muốn danh sắc diệt thì phải làm sao? Đáp: Thì thức phải diệt. Hỏi: Muốn thức diệt thì phải làm sao? Đáp: Thì hành phải diệt. Hỏi: Muốn hành diệt thì phải làm sao? Đáp: Thì vô minh phải diệt. Hỏi: Vô minh diệt thì cái gì sinh? Đáp: Vô minh diệt thì minh sinh. Hỏi: Minh là cái gì? Đáp: Minh là ánh sáng trí tuệ thấy được các sự thật. Hỏi: Thấy các đời sống quá khứ là minh gì? Đáp, túc mạng minh. Hỏi, thấy chúng sinh chết chỗ này, sinh về chỗ kia là minh gì? Đáp, thiên nhãn minh. Hỏi, thấy các phiền não đã đoạn trừ là minh gì? Đáp, lậu tận minh. Hỏi, thấy được tâm, tâm sở, sắc, niết bàn là minh gì? đáp thiền tuệ minh hỏi vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử sầu bi ưu não diệt hết thì năm uẩn sẽ đi về đâu đáp sẽ nhập niết bàn hỏi cái gì là chân thường mãi mãi không thay đổi đáp niết bàn hỏi cái gì là chân lạc mãi mãi hết khổ đau đáp niết bàn hỏi cái gì là chân tịnh mãi mãi hết nhiễm ô đáp niết bàn hỏi cái gì là vắng lặng mãi mãi không dao động đáp niết bàn hỏi cái gì là tịch diệt mãi mãi không sinh khởi đáp niết bàn hỏi niết bàn là có tồn tại hay không tồn tại hay vừa có vừa không tồn tại hay vừa không vừa không không tồn tại đáp đức thế tôn không trả lời câu hỏi này hỏi khi bố thí cúng vàng mà phát nguyện chứng niết bàn thì có ý nghĩa gì đáp thì quả của nghiệp bố thí đó sẽ hỗ trợ cho mình gặp thuận duyên tu tập để chứng niết bàn hỏi muốn tạo được nhiều ba la mật nhất thì phải làm gì đáp phải hành thiền khi hành thiền thì các căn được thu thúc xử giới ba la mật xa lánh trần tục, xuất xa ba la mật, luôn như lý tác ý, trí tuệ ba la mật, luôn tinh cần, tinh tấn ba la mật, chịu đựng sự khó chịu ở thân tâm, nhẫn nại ba la mật, quán sát pháp chân đế, chân thật ba la mật, chưa hết giờ thì chưa xả thiền, quyết định ba la mật. Không tức giận với ai, từ tâm ba la mật không dính mắt với ai xả tâm ba la mật chia phước lành này đến tất cả chúng sinh bố thí ba la mật hỏi khi bố thí cúng dường mà nguyện chứng niết bàn thì có được hưởng phước báo giàu sang nữa không đáp có khi chưa chứng niết bàn thì vẫn hưởng được phước báo giàu sang Hỏi: Khi làm phước mà không phát nguyện chứng niết bàn thì có hỗ trợ cho sự tu chứng niết bàn không? Đáp: Vị đó sẽ say đắm hưởng dục lạc, không chịu buông xả nên không tu chứng niết bàn. Hỏi: Người hành thiền mà không nguyện chứng niết bàn thì có chứng niết bàn không? Đáp: công nguyện chứng Niết Bàn thì pháp hành thiền đó sẽ là những công đức thế gian. Hỏi, phát nguyện chứng Niết Bàn nhưng không hành thiền thì có chứng Niết Bàn không? Đáp, như người không gieo hạt giống mà cầu mong hái quả thì sẽ là uổng công. Hỏi, chỉ hành một ba la mật thì có chứng Niết Bàn được không? đáp phải đủ 13 la mật